Thưa quý đầy tớ Chúa và ông anh chị em, nói về cái sự chịu khổ trong chúng ta, những thế hệ của những người lớn tuổi thấm thía lắm cái sự chịu khổ vì danh Chúa, vì tin lành của Chúa. Nhưng mà cái thế hệ trẻ thì phải nói rằng nó cũng khá xa lạ đối với cái sự chịu khổ. Tôi nhớ khi tôi với đời tớ của Chúa Mục sư Bồn Hầu Về Chúa Việt Nam, lúc đó chúng tôi là những truyền đạo tập sự mới ra trường. Ba anh em chúng tôi, ba truyền đạo tập sự, cũng sống gần với nhau, mà lúc đó không có phương tiện gì hết, chỉ có một chiếc xe đạp á, một quý vị biết xe đạp mà nó có cái đồng dông, cái đồng dông á, là chỉ có một chiếc xe đạp đó, có một cái đồng dông. Thì cũng tội nghiệp cho ông sư Bồn, lúc đó ổng là người lớn con nhất, cho nên là ổng phải làm tài xế, rồi tôi thì được ngồi phía sau. Còn đầy tớ của Chúa mục sư Trần Xuân Tư nhỏ con, cho nên ổng ngồi trên cái đồng dông của cái xe đạp, mà ông tài xế này ông chở chúng tôi đi dọc đi ngang các nơi rất nhiều. Cho nên người ta nói rằng ba bốn anh em trên chiếc xe tăng gì đấy, còn ba anh em chúng tôi trên một chiếc xe đạp mà hồi đó đi dọc đi ngang để hầu về Chúa phước hạnh. Bây giờ mà nói thế hệ trẻ nó không hiểu nổi đâu. Rồi quý vị biết tôi đến để giảng bồi linh cho một cái hội thánh ở miền Tây. Ông thủ quỹ hội thánh thì ông nói rằng ông muốn sắp xếp để cho một sư phó hội trưởng được ở khách sạn cho nó tiện nghi, để rồi ông có thể nghỉ ngơi được. Thì cái ông quản nhiệm đó, cái thế hệ trẻ sau này, ông nói không, xin ông thủ quỹ đưa ông phó hội trưởng về ở trong một phòng ở trong tư thất của hội thánh. Ông thủ quỹ nói chi, bởi vì cái ở tư thất của mình nó không có đủ tiện nghi. Ông nói để cho ông phó hội trưởng ông biết cái khổ của ông quản nhiệm ở đây là thế nào. Mà quý vị biết không, đúng là ông cho chúng tôi ở cái phòng á, mà nó nóng vô cùng, rồi phòng vệ sinh là phải đi chung với hội thánh. Mà tôi ngẫm nghĩ trong bụng tôi cười thôi, tôi nói là ôi nếu mà tôi quay cái đồng hồ, tôi cho ông là tôi quay ngược cái đồng hồ về trước năm 1875 thời của tôi với một sư bồn, thì xin lỗi cái khổ mà ông chịu đúng là có đó. Nè, tư thất thì nó nhỏ, cái phòng thì nó nóng, trên thì mái tôn, thì đúng là khổ thiệt, nhưng mà thấm vào đâu so với cái thời của chúng tôi. Quý vị có bao giờ biết không, trước năm 75 có lúc đó, là chúng tôi không có gì ăn để mà giải quyết cái đói của cái bao tử của mình đó, là có lúc là gần 3 ngày trọn đó, là không có bỏ một cái gì vô bụng hết. Thì tôi chịu hết nổi, tôi ráng đạp xe từ cái hội thánh tôi đang lo là ở Nhân Thành, Gò Găng á, ra cái hội thánh Phù Cát là nơi mục sư Bồn Hầu Về Chúa trước, mà đổi ông quản nhiệm khác. Thì tôi gặp ông mục sư đó, tôi nói rằng thầy Thể ơi, 3 ngày rồi bụng tôi không có gì hết. Cái thầy cũng cười, thầy nói em cũng vậy, cũng 3 ngày rồi không có gì hết. Thế là anh em chúng tôi xong ca cái bài đói, đúng cái giờ phút đó quý vị biết không, Chúa cảm động. Có một cái bà cụ, bà mẹ của Độ đồng sư, bà đem tới một cái rổ khoai mì khô á quý vị, không biết là ở đây quý vị có biết không, khoai mì mà sắc lát lát rồi phơi khô á. Và không biết sao Chúa cảm động bà, đúng cái lúc mà tôi tới thăm thầy Thể đó, thì bà đem tới một cái rổ khoai mì. Ô anh em tôi mở tròn con mắt thấy cái rổ khoai mì, mừng lắm mà không dám đem đi luộc, tại vì luộc là nó cũng ra nước bớt đi. Cho nên anh em tôi mới nghiên cứu cái cách là bỏ cách thủy đó, nấu nấu sôi nước ở dưới này, nó sôi sôi lên rồi nó làm cho cái lát mì bắt đầu nó mềm mềm, rồi cái nó chín, đem ra anh em chúng tôi ăn. Ôi tuyệt vời. Cho nên bây giờ tôi thưa với quý vị rằng dẫu đi nhà hàng 5 sao 6 sao gì, chứ đối với tôi á, những lát khoai mì đó nhớ đời lắm.
tấm đời lắm. Và những cái điều này mà mình nói cho thế hệ sau, nó không hiểu được đâu. Rồi sau năm 1975, quý vị biết, đặc biệt ví dụ năm 78, 79, 80 đó, cái giai đoạn cực kỳ khó khăn á, tôi nhớ hồi đó nhà tôi sinh đứa con đầu tiên, duy nhất nhà tôi được phép để mà ăn cơm mà không có độn. Còn bản thân chúng tôi thì độn ơi hổi ơi là khoai lang, khoai mì độn vào. Cho nên mà tôi ngồi mà tôi thấy bà ăn chỉ có được một chén cơm như thế này mà cơm nguyên á, cơm không có độn á, tôi thèm lắm. Nhưng mà thật sự mà nói cái gian nan vô cùng trong cái giai đoạn đó. Bây giờ nếu nói là cho con tôi, nó không biết đâu. Cho nên nếu mà để thì giờ cho quý đại thức của Chúa, rồi các anh chị em mà những người đã trải qua những giai đoạn khó khăn của đất nước, của đời sống, của gia đình, thì chắc rằng có rất rất nhiều câu chuyện để chúng ta phải nói về cái sự chịu khổ. Tuy vậy, trong số những cái điều mà chịu khổ thì chúng ta phải xác định khổ vì cái gì đáng để mình trả giá. Còn đừng có chui cái đầu vào những cái khổ vô duyên, vô lối. Bây giờ chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 16. Đây là lời kêu gọi chúng ta nên chọn những cái khổ cho nó đáng khổ. Chúng ta cùng đọc. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Có những cái khổ mà không nên. Chúng ta đừng khổ vì hung dữ, đừng khổ vì giết người, đừng khổ vì thầy lấy việc người khác. Như câu thứ 15 á, trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lấy việc người khác. Cho tôi hỏi quý vị, với cái danh sách những cái khổ này thì cái nào mình hay bị vướng nhiều nhất? đúng là thấm thía điều đó, phải không? Trong chúng ta thì không mấy ai mà khổ vì hung dữ giết người, không mấy ai mà khổ vì tham lam trộm cắp. Nhưng mà đôi khi mình khổ vì mình chui cái đầu vô chuyện của người ta. Rồi mình ách giữa đàn, mình mang vô cổ, rồi mình lại chịu những cái khổ mà nó vô duyên, vô lối. Cho nên thì ở đây Phi-e-rơ khuyên chúng ta rằng đừng ai chịu khổ về việc thầy lai người khác. Tuy vậy, cái hung dữ, cái giết người mà Phao-lô nói đây thì mình là con của Chúa, mình không vướng vô nó, nhưng mà coi chừng chúng ta lại có cái nỗi khổ của cái người. Chúng ta không có cầm dao, cầm rửa rượt ai, nhưng mà chúng ta không cầm giữ được cái môi miệng của mình khi mình nóng nảy và mình chịu khổ. Bởi vì chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21-22, Chúa phán như thế này: các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Quý vị à, coi chừng mình khổ vì mình không cầm giữ được môi miệng mình, cái tánh nóng nảy của mình, mà mình nghĩ rằng khi tôi nóng, khi tôi tức, khi tôi giận, tôi có quyền nói. Không phải như vậy đâu. Cho nên ở đây Chúa nói rằng nếu vì mình nóng giận mà mình dám xúc phạm anh em mình, đụng chạm đến cái nhân phẩm, cái tư cách của họ, họ không điên mà mình nói đồ điên, họ không ngu mà mình nói đồ ngu, thì rõ ràng mình xúc phạm đến cái nhân phẩm, nhân cách của họ. Và vì vậy, cho nên ở đây Chúa nói rằng cái tội đó Chúa không xem nhẹ đâu. Chúa không xem nhẹ, Chúa xem nó như là giết người vậy, phải không? Đáng sợ không? Đáng bị tòa công luận xử đáng, đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Cái gì ghê vậy thưa Chúa? Nhưng mà đúng là bởi vì mình xúc phạm đến cái
nhân phẩm, nhân cách, con người, hình ảnh của Chúa trong người đó, vì cớ mình đang nóng giận. Cho nên xin Chúa giúp để chúng ta cẩn thận trong những lúc mình nóng nảy. Rồi tham lam trộm cắp thì mình cũng không có tham lam trộm cắp của ai, nhưng mà coi chừng mình dễ lắm bị cám dỗ. Trộm của Chúa. Dân Israel họ tưởng rằng Chúa không biết đâu, Chúa ở xa quá. Cho nên Chúa đặt cho cái luật có ngày Sa-bát để nghỉ, có năm Sa-bát để nghỉ, có năm hân hỷ để cho đất đai được nghỉ ngơi. Nhưng mà họ nói rằng Chúa ở xa quá, Chúa không biết đâu. Cho nên họ ăn cắp những ngày Sa-bát, năm hân hỷ của Chúa. Chúa để đấy. Khi Chúa tính đủ rồi, đủ 70 năm, Chúa cho Nebuchadnezzar đến chiếm lấy Jerusalem và bắt dân Israel về Babylon phu tù. Và đất bỏ trống như vậy, đủ 70 năm thời gian họ đánh cắp thời gian của Chúa, không vâng theo lời Chúa. Cho nên thưa với quý bạn chị em, đừng xem thường. Chúa dạy, Chúa khuyên chúng ta rõ ràng phân biệt cái thì giờ của Chúa dành cho Chúa. Và đừng nghĩ rằng Chúa không biết, Chúa không nhớ, Chúa không tính. Không, hãy cẩn thận để chúng ta sống một nếp sống Cơ Đốc trung tín với Chúa, để được phước Chúa ban cho chúng ta. Cho nên mong rằng chúng ta đừng khổ vì mấy cái chuyện này, như là cái điều mà sứ đồ Phêrô nói ở đây, mà xin Chúa cho chúng ta chấp nhận cái khổ vì làm tín đồ Đấng Christ. Một mặt thì chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì Chúa làm tất cả cho chúng ta rồi, và để chúng ta từ một tội nhân trở nên con trời, chúng ta không cần làm một cái gì hết, không trả một cái giá gì hết, tất cả Chúa trả cho chúng ta. Và chúng ta nhớ cái câu nói cuối cùng trước khi Chúa trút hơi thở trên thập tự giá là xong rồi, thanh toán rồi, trả hết rồi. Chúa làm tất cả cho chúng ta, và chúng ta đưa bàn tay đức tin để nhận lấy ơn cứu rỗi của Chúa, trở nên con của Chúa. Nhưng mà từ khi mình được làm con của Chúa, làm tín đồ của Đấng Christ, thì chúng ta cũng phải trả một cái giá nào đó trên cái con đường mình theo Chúa, trên cái hành trình của mình như vậy. Như khi nãy trong bài Kinh Thánh đối đáp á, chúng ta thấy có câu Kinh Thánh nói rằng: và hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ sẽ bị bắt bớ. Mình nghe cái câu Kinh Thánh này mình thấy lạ lạ. Sống nhân đức, sống đàng hoàng mà lại gặp khó khăn. Mà mình thấy y như vậy đó. Quý vị nhớ công vụ đoạn 3. Ông Phêrô, ông Giăng bị những người Do Thái, lãnh đạo Do Thái bắt, bỏ tù. Vì hai ông làm cái gì? Có phải ông làm gãy chân, gãy tay của người què không? Ngược lại, cái người ăn xin què quặt, hai ông nhân danh Chúa để khiến cho người què đứng dậy đi. Thì đáng lẽ xã hội phải biết ơn vì một người bớt cái gánh nặng, gia đình bớt gánh nặng. Đằng này không. Nhân danh Chúa để giúp đỡ cho người què và nói về Chúa, thế là bị bắt, nhốt vô trong tù. Rồi chúng ta nhớ trong vụ đoạn 16, Phao-lô giải phóng cho một đứa tớ gái bị quỷ Phi-tô nám. Đáng lẽ gia đình biết ơn, xã hội biết ơn, là không, bị bắt. Cho nên làm tín đồ, một mặt mình rất là phước về những gì Chúa ban cho mình, nhưng mà một mặt mình phải trả cái giá của nó khi mình đi ở giữa đời, nó ngược đời, ngược dòng với cái cách của người đời. Khi chúng ta chấp nhận cái nếp sống đạo của người tin lành, chúng ta phải trả một cái giá như vậy. Bởi vì đời á, họ muốn hòa tan nếp sống của mình, cuộc đời của mình chung với họ, mà chúng ta không thể. Không thể. Cho nên vì vậy chúng ta phải trả giá khi nếp sống đạo. Một em thanh niên trong hội thánh của chúng tôi, nó làm cho công ty mua bán ở tại chợ Bến Thành đó.
À, cái hôm đó thì ban giám đốc cuối cùng giao cho nó là bán một cái sạp ở trong chợ Bến Thành, mà nó nhìn thấy trong cái gian hàng mà nó phải bán á, là có bán thêm, có để mấy cái hình của mấy ông địa đó. Thì nó thấy nó thì quá, nó còn cái Chúa mà nó thấy ba cái đồ này, nó đến nó trình với ban giám đốc, nó nói dạ không, tôi là tin Chúa, cho nên tôi không thể để mấy cái hình này bán ở đây được. Thì nói rằng cô tin thì cô tin, còn cô bán là cô bán. Nó dạ không, tôi là con cái của Chúa, tôi không thể bán mấy cái này, nó giả dối mà nó phạm tội. Nó nói rằng nếu cô không bán thì cô nghỉ. Rốt lại em nó phải nghỉ, em nó phải nghĩ, nó trả giá vì cứ nó phải sống trong cái đức tin của nó. Cho nên chịu khổ vì làm con của Chúa, chịu khổ vì sống để bảo vệ cái chân lý của Chúa trong cái giai đoạn này. Tôi không biết là cái tập tài liệu tôi phát cho quý vị khi sáng tới giờ quý vị có ghi được chút nào không? Xin vừa nghe mà cũng cố gắng vừa ghi một chút ha, để cho nó mình đem về cho nó đầy đủ một chút. Thế thì để sống và bảo vệ cái chân lý của Chúa trong cái hoàn cảnh này không phải là chuyện dễ. Sứ đồ Phao-lô ông chịu khổ là vì cớ những người Do Thái giáo muốn ông á phải cộng thêm trong cái tin lành của ông á, đức tin nơi Chúa để được cứu hạn, thì nhớ cộng thêm giữ ngày Sa-bát, cộng thêm phép cắt bì, cộng thêm cái kia Phao-lô nó không. Ân điển Chúa, đức tin nơi Chúa Jesus Christ là chúng ta được cứu rồi, không có cộng thêm. Họ không chịu, họ bắt bớ. Ông Phao-lô như vậy. Chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt này thì xin thưa phải cẩn thận. Cái phong trào toàn cầu hóa, toàn cộng hóa nhiều cái lĩnh vực khác, kinh tế, ngôn ngữ, kỹ thuật, thì dĩ nhiên nó có những cái mặt lợi của nó. Nhưng mà nếu đưa chúng ta đến cái chỗ là toàn cầu hóa của niềm tin, để rồi con đường nào, tôn giáo nào cuối cùng cũng đưa mình về ra La Mã thôi, phải không? Anh theo đạo này, tôi theo đạo kia, anh làm cái nọ, rồi cuối cùng chúng ta cũng về thiên đàng chung với nhau. Không phải vậy. Chúng ta phải cẩn thận, rất cẩn thận với cái phong trào toàn cầu hóa tôn giáo hiện nay. Chúng ta tôn trọng sự khác biệt đức tin với người khác. Tôi tin, tôi thờ Chúa, tôi theo Chúa. Anh tin cái cục đá là ông thần, anh tin cái bụi cây là ông thần, anh tin đó là việc của anh. Nhưng mà không thể nào chung lại đưa vào một cái toàn cầu hóa như vậy để bắt chúng tôi phải chấp nhận. Và vì vậy chúng tôi không thể để mà pha trộn như vậy. Và đây là cái giai đoạn mà chúng ta chịu khổ bảo vệ lẽ thật của Chúa. Và chúng ta thấy rằng người Cơ Đốc sống giữa thế giới của vô tín bị người vô tín bắt bớ đã đành. Người Cơ Đốc sống giữa thế giới của người cuồng tín bị người cuồng tín bắt bớ đã đành. Cũng đáng buồn lắm mà. Người Cơ Đốc sống trên đất nước Cơ Đốc giáo này, mà lại bị bắt bớ, cái chuyện nó mới thấy ức chứ, phải không? Anh em ơi, có mục sư mà đối diện với những cái cặp nam, cặp nữ dẫn nhau tới đề nghị mục sư làm đám cưới. Không làm thì sao? Phạm luật á, phải không? Có những người vì vậy. Cho nên chúng ta phải thấy rằng sống với chân lý, chịu khổ để bảo vệ chân lý của Chúa, và chúng ta chịu khổ để rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa, bởi vì đây là việc phải trả giá. Thi Thiên 126 câu 5 câu 6 nói rằng đem giống của Chúa ra rải, mà vừa đi vừa khóc, vừa đi vừa đổ mồ hôi, đổ nước mắt, và thậm chí đổ cả máu đào để tưới lên cái hạt giống tin lành. Và ngày hôm nay để chúng ta có cái kết quả như thế này bởi ơn của Chúa. Và quý vị biết
một trong những cái tỉnh mà các giáo sĩ mang Tin Lành đến Việt Nam tuận đạo nhiều nhất, đó là tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh Đắk Lắk số người tuận đạo nhiều nhất ở tại đó. Và chúng ta cũng thấy một cái kết quả trước mắt nữa đó. Đấy là cái tỉnh mà máu đào các giáo sĩ đổ nhiều nhất, mà đấy cũng là một cái tỉnh mà bây giờ cái số người tin Chúa đứng hàng đầu đất nước Việt Nam mình đó, gần 200.000 tín đồ ở tại Đắk Lắk. Chúng ta thấy rằng những giọt máu đào để làm cho hạt giống của Chúa nảy mọc lên. Và vì vậy gian khổ lắm, hy sinh lắm để chúng ta có được cái phước hạnh như ngày hôm nay. Rồi xin quý vị tiếp tục để chúng ta ghi nhận giá trị của đau khổ. Nó tạo những ảnh hưởng tốt lên người khác. Lên người khác. Tôi thấy câu chuyện của ông Ê-tiên á. Ê-tiên một người sống đạo, một người giảng đạo và là một người tuận đạo. Và với cái sự chịu khổ hy sinh của Ê-tiên á, nó để lại một cái kết quả, một cái ấn tượng cho một cái người thanh niên. Mà cái người thanh niên này cuối cùng khi nhìn thấy cái hình ảnh tuyệt vời của một sứ giả Tin Lành bị người ta ném đá, bị người ta hành hung như vậy, không hề rủa xả lại mà cầu nguyện giống như Chúa Giêsu đã cầu nguyện rằng: Cha ơi, tha cho họ. Đến nỗi người thanh niên này sau này khi Chúa bắt phục thì trở nên một sứ giả. Quý vị biết người thanh niên đó là ai không? Phaolô. Phaolô không phải là ông là vô tội đâu, ông là cũng nặng tội lắm, cho nên ông nói rằng trong cái thời ngu muội ông bắt bớ phá tán hội thánh là bởi vì ông cũng xúi dục rồi ông bảo dân Do Thái là anh em cứ để đây cho tôi giữ đồ cho, còn anh em thì làm gì, ném đá đi, phải không? Bởi vì người Do Thái họ bận đồ thùng thình á, cho nên để tôi giữ mấy cái đồ thùng thình cho anh em ném đá hắn đi. Nhưng mà phong thái, cách thức, tâm tình của Ê-tiên nó bắt phục một chàng thanh niên này, để đến khi mà Chúa gọi, Chúa bắt phục cái người thanh niên này cũng trở nên một sứ giả sẵn sàng để chịu đau khổ. Cho nên thưa với quý đệ tử Chúa, các anh em là con của Chúa, chúng ta không tự tìm đến cái đau khổ như các tôn giáo khác họ chủ trương, phải không? Hành xác khổ tu, ăn chay làm lành. Bây giờ bên Việt Nam mình đang cũng xôn xao lắm cái hình ảnh của một thầy tu mà thấy cái tình cảnh của Phật giáo có nhiều vấn đề, thì chính thầy tu này ra cái việc mà sống thiệt là khổ đó. Thế thì đối với chúng ta thì chúng ta không tự tìm đến cái khổ, không tự hành xác mình, không tự để làm cho mình đau khổ, không? Chúa không dạy mình như vậy. Nhưng nếu Chúa cho phép gian khổ đến, hoạn nạn đến để bày tỏ niềm tin của mình, để công bố Tin Lành của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta đừng tránh né và sẵn sàng để chấp nhận cái nỗi niềm đau khổ đó, rồi Chúa cũng sẽ bù đắp lại, ban ơn lại cho chúng ta, không để cho chúng ta thiệt thòi đâu. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện. Khi năm 75 đến, tôi là một thanh niên truyền đạo sinh 20 mấy tuổi, cái bàn tay này hồi nào giờ thì không biết làm rẫy làm đồ gì hết đó. Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh đất nước thay đổi, cho nên thì tôi phải đi lên trên núi để làm rẫy. Ôi, hai cái bàn tay nó phồng 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 lên hết. Ông thân sinh của tôi từ ngoài Bắc không bay về, cha con xa cách nhau 20 mấy năm khi ông đi tập kết. Bây giờ khi ông về, cha con gặp lại rồi. Và khi ông nhìn thấy cái bàn tay của tôi, nó u, nó nằng lên, nó này nọ, ông ngồi ông cứ khóc.
Khóc rồi nói: con ơi, ba muốn như con mèo mẹ ngoạm lấy cổ cái con mèo con để tha nó ra khỏi cái chỗ đau khổ này nè. Trong cái hoàn cảnh xã hội này, cái công việc của con, cái chức vụ của con, cái vị trí của con nó thấy nguy hiểm lắm. Ba muốn làm con mèo mẹ, ba ngoạm cổ con, ba tha ra. Thì tôi nói: ba ơi, nhưng mà con đã hứa dâng cuộc đời con cho Chúa, con không thể làm khác được. Cuộc đời con dâng cho Chúa rồi. Ông ngồi ông khóc. Đó. Rồi bên cạnh cái tình cảm, ông chia sẻ như vậy thì ông còn đưa cho tôi thấy những cái hình ảnh để mà thuyết phục tôi, cảm dỗ tôi đó. Ông cho tôi cái hình ảnh cái chuông ở tại mặt tư khoa, mà cái chuông mà nó rớt xuống nó bể một miếng, cái chuông nó lớn lắm. À, ông nói đây nè, bởi vì ông làm trong cái ngành ngoại giao, ngoại thương đi các nước á, bây giờ con theo ba đi. À, con không có thể nào mà đôi bàn tay nó phồng lên như thế này được con ơi. Thế nên là bây giờ con phải theo ba, ba sẽ tạo cho con một cái tương lai nó khác. Không? Vừa khóc vừa nói vừa thuyết, nhưng mà tôi nói dạ không. Và tôi cứ đi đường thôi. Tiếng gọi của tôi khác với tiếng gọi của ông. Và quý vị biết không, Chúa buộc lại tôi đến tại Ottawa, thủ đô của Canada. Thì tôi lại thấy ở đấy người ta cũng trưng bày một cái chuông nó cũng rớt xuống, rồi họ để nguyên như vậy. Và khi tôi đứng tôi chụp hình với cái chuông ở Ottawa, tự nhiên Chúa nhắc nhở tôi, thấy cái chuông này có nhớ cái chuông nào không con? Thì à, thấy cái chuông Ottawa nhớ đến cái chuông ở mặt tư khoa. Rồi tôi đến tại Philadelphia, tôi cũng lại thấy một cái chuông nó cũng rớt xuống, nó cũng nứt. Quý vị tới đó chưa? Hả? À, Philadelphia, cố đô của nước Mỹ mình nè. Rồi cũng lại một cái chuông cũng rớt xuống, cũng nứt, cũng để đó bây giờ. Thế tôi đứng đấy, lại nữa một cái chuông nứt nữa. À, tôi đến mấy nơi, mấy thủ đô mà nhìn thấy những việc đó, tự nhiên Chúa nhắc nhở lòng tôi rằng khi chúng ta chấp nhận con đường gian khổ đi với Chúa, Chúa không để mình thiệt đâu. Khi mà ông Führer trong một phút yếu đuối, ông hỏi Chúa rằng: lạy Chúa, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, thì chúng tôi được gì? Câu hỏi đó ông làm Chúa đau lòng, bởi vì Chúa gần bước lên thập tự rồi. Ông quên nghĩ đến nỗi đau, nỗi hy sinh của Chúa, mà ông lại nghĩ đến mình. Tôi được gì? Chúa Giêsu nói với ông để ông yên tâm rằng người nào vì Chúa, vì danh Chúa, vì tin lành mà mất nhà cửa, anh em, ruộng vườn, vân vân, thì Chúa không để thiệt thòi mà bội phần hơn. Và tôi thấy điều đó. Thưa với quý ông bà anh chị em, cho nên xin Chúa cho chúng ta là con cái của Chúa, dĩ nhiên mình không có lao đầu vào những cái khổ cực vô duyên, vô ích, nhưng mà đồng thời mình cũng không tránh né những cái gian khổ mà vì cớ mình làm con của Chúa, vì cớ mình làm tôi tớ của Chúa, mình chấp nhận để rồi Chúa cũng sẽ dùng cái sự hy sinh gian khổ của chúng ta ích lợi cho công việc của nhà Chúa. Thế thì chúng ta thấy cứ sự đau khổ chúng ta chịu đựng nó sẽ để lại những cái kết quả, những kết quả tốt đẹp, rồi nó cũng sẽ giúp cho chính chúng ta được trưởng thành hơn qua những cái gian khổ mình đối diện, qua những cái gian khổ mình đối diện. Quý vị thấy đó, đôi khi Chúa cho mình trải qua một cái cơn bệnh này. Và sau khi mình nằm trên giường bệnh rồi, mình bước ra khỏi giường bệnh, mình lại thấy rằng mình trải nghiệm được cái tình yêu của Chúa nó khác hơn. Mình trải nghiệm được cái tình yêu thương của anh em trong Chúa khác hơn. Rồi của những người thân yêu của mình đối với mình nó khác hơn, được sự quan tâm, được sự yêu thương. Và chính cái việc mà chúng ta vui nhận gian khổ để Chúa dẫn dắt chúng ta đi, nó giúp cho chúng ta trưởng thành hơn. Trưởng thành hơn. Ví dụ như chúng ta nhớ đến cuộc đời của ông Gióp á, đau khổ lớn lắm.
lớn vô cùng. Nhưng mà sau những cái hoạn nạn mà ông Gióp đối diện á, thì ông nói một câu mà chúng ta thấy đó: dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Quý vị ơi, không dễ gì để nói được câu này đâu. Nếu người nào không trải qua, chấp nhận những cái gian khổ Chúa tôi rèn mình, thì không nói được như vậy đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa để chấp nhận những cái gian khổ đó, để rồi ông trưởng thành hơn. Ok, có một cái câu đố Kinh Thánh vui ở đây, quý vị chọn giùm tôi cái đáp án đúng nha. Cái đau khổ lớn nhất mà ông Gióp chịu đựng là gì? Mất con cái, mất của cải, mất sức khỏe, nhưng mà còn bà vợ. Quý vị nghĩ rằng là trong mấy cái thử thách này á, phải không? Thì cái nào nó làm Gióp đau khổ, tiếp tục vất vả đau khổ? Quý vị chọn đáp án nào? Mất con, mất sức khỏe, mất gia súc của cải, nhưng mà bà vợ còn. Quý vị chọn đáp án nào là đúng? Khó quá, khó nói. Không dám nói ra đây thì thôi. Nhưng mà cái đáp án đúng á là cái đáp án này nè. Chúa vẫn cho phép, mặc dù bà không đồng hành với ông trong cùng một cái đức tin, trong cùng một sự chia sẻ ngọt bùi giữa vợ chồng, nhưng mà bên cạnh những cái mất mát rất nhiều, thì Chúa tiếp tục đặt cái người vợ này bên cạnh, tiếp tục tôi rèn, để rồi ông nói được cái câu mà mình thấy đó: dẫu Chúa giết tôi cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Cho nên thưa với Hội Thánh, những cái gương chịu khổ chúng ta học đòi, chúng ta học đòi nơi cứu Chúa của chúng ta. Xin chúng ta lật ra ở trong tập tài liệu của mình, trang số 6 đó, chúng ta đọc chung với nhau. Phê-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 21. Chúng ta cùng đọc cái câu Kinh Thánh này. Xin khởi sự. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Thưa với quý anh em, trong chúng ta ở đây không ai khổ hơn Chúa chúng ta đâu. Quý vị nhớ không? Sanh nằm ở đâu? Trong chúng ta ở đây giàu nghèo, nghèo đến cách nào đi nữa, ít nhất mình ra đời mình cũng nằm được ở trên cái giường gỗ, giường sắt, giường tre, phải không? Chúa mình nằm trong chuồng chiên máng cỏ, rồi cả cuộc sống của Chúa. Chúng ta thấy sang sông thì mượn thuyền, vào thành thì mượn lừa, muốn đại tiệc để chia tay các môn đồ thì mượn phòng, rồi thậm chí chết thì sao? Mượn mộ của người khác. Cho nên vì vậy ở đây Phê-rơ nói rằng chúng ta được Chúa kêu gọi để học cái gương chịu khổ của Chúa, để chúng ta noi dấu chân của Chúa. Cho nên thưa với các anh chị, chúng ta đang chịu khổ chỉ một phần rất nhỏ thôi so với những cái gì Chúa hy sinh cho chúng ta. Rồi chúng ta thấy đầy tớ của Chúa, sứ đồ Phao-lô, thế nào cũng gian nan lắm. Chúng ta đọc trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 11 á, chúng ta thấy một cái danh sách, một cái list những đau đớn vì danh Chúa, vì chức vụ, vì tin lành mà đầy tớ của Chúa, sứ đồ Phao-lô gian khổ vô cùng để bảo vệ chân lý, để rao giảng tin lành. Rồi chúng ta thấy
Cái gương hy sinh của những giáo sĩ đã mang tin lành đến cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta. Cách đây hơn 2 năm, khi chúng tôi đến ở tại thành phố New York dự cái lễ tốt nghiệp của các sinh viên của Việt Nam tốt nghiệp chương trình cao học ở tại trường Nayak, thì chúng tôi có dịp được đưa lên tận trên núi ở tại thành phố New York. Và tại đó, các đại tế của Chúa chỉ cho chúng tôi cái dòng sông đó, mà nói rằng tại đây các giáo sĩ đã rời bỏ gia đình, quê hương, cuộc sống khá là tiện nghi của đất nước Hoa Kỳ này để xuống cái con thuyền trên dòng sông đó, rồi bắt đầu lên đên. Cách đây 110 mấy năm thì quý vị biết, không có cầu tàu cao tốc, không có đi cái gì nhanh hết, lên đến biết bao nhiêu lâu trên biển để mới có thể đến được Đà Nẵng á. Bước chân đến thành phố Đà Nẵng để mang tin lành đến cho quê hương của chúng ta. Mà quý vị biết không, trong số những người đó rời gia đình, rời quê hương, rồi đồng thời cũng gửi thân xác của mình trên quê hương Việt Nam của chúng ta, hằng Tết, mỗi dịp Tết, quý vị biết là ban sự tổng hội chúng tôi vẫn làm cái việc là thay mặt cho Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam, thay mặt cho con dân của Chúa tại đất nước Việt Nam, để đi viếng những cái mộ của các đệ tử của Chúa sanh tại đất nước ở đây, mà bây giờ vẫn gửi thân xác của mình trên quê hương của chúng ta. Và đặc biệt, có cái ngôi mộ ở Đắk Lắk. Tại Đắk Lắk là cái nơi nhiều giáo sĩ tuần đạo, thì có một cái ngôi mộ mà bây giờ còn giữ nguyên, họ giữ nguyên cái vị trí đó là bởi vì một cái hầm trú bom đạn thôi. Rồi ba giáo sĩ cái trận chiến Mậu Thân đó, chui vào hầm thì người ta đã ném vào đó một trái lựu đạn và không còn gì hết, ba đầy tớ của Chúa. Rồi người ta quyết định là lắp luôn, làm một cái mộ tập thể đó. Cho nên khi chúng tôi đến trường Nai Dắt, một cái phòng, nếu quý vị có dịp đến thì quý vị cũng nên ghé vào cái phòng đó đó. Ừ. Trong cái phòng đó quý vị biết không, nó xúc động. Các bạn bè của họ nhớ họ, họ đã hy sinh cho tin lành, họ hy sinh để tin lành có thể đến trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Họ đã ra đi, Chúa không quên, gia đình không quên, bạn học của họ trong cái trường này chắc không quên. Và quý vị biết không, năm 2011, cái chương trình kỷ niệm 100 năm tin lành đến Việt Nam, tôi không biết là trong vòng chúng ta ở đây có ai đã dự cái chương trình đó tại Đà Nẵng không? Dạ, 1, 2, dạ vâng. Cái chương trình đó, trong 6-7 chương trình thì có một cái chương trình mà quý vị biết không, nó chạm vào đáy tim của nhiều đầy tớ của Chúa, nhất là trong vòng các giáo sĩ họ giữ. Bởi vì trong cái hoàn cảnh đó mình không nói gì được nhiều, áp lực dữ lắm. Tôi là trưởng ban tổ chức của cái chương trình 100 năm tin lành đó, nhưng mà áp lực dữ lắm. Có một vị mục sư lên cầu nguyện khóc một cái là tôi bị kéo vô ngồi trong cái phòng đối diện với 7-8 cái ban ngành, là nói rằng tại sao chúng tôi cho phép tổ chức cái chương trình như thế này mà lên mà khóc là khóc cái gì? Hỏi tôi vậy. Ôi, khổ lắm quý vị, áp lực lắm. Nhưng mà tôi muốn thưa rằng trong 6-7 cái chương trình của kỷ niệm 100 năm tin lành, có một cái chương trình mà chúng tôi thấy hết sức cảm động để nhớ về cái gương hy sinh của các đệ tử của Chúa. Dẫu họ đã ra đi, dẫu thân xác họ còn nằm lại trên quê hương của chúng ta, nhưng Chúa không quên đâu. Hội Thánh Chúa tại Việt Nam không quên. Xin Chúa ban phước cho quý cụ, quý bạn chị em. Chúng ta sẽ kết thúc giờ ở đây.
Thank you.